Haaland phá dớp trước Brentford, sánh ngang kỷ lục của Harry Kane. Tận dụng sai lầm của hậu vệ Brentford, Erling Haaland đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp Man City giành chiến thắng 1-0 ở trận đá bù vòng 18 ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 2. Kể từ khi trở lại sau chấn thương ở trận gặp Burnley, đêm ngày 31 tháng 1, Erling Haaland không có phong độ cao. Cầu thủ người Na Uy vẫn trở thành niềm hy vọng số 1 trên hàng công của The Citizen, nhưng anh thường xuyên thi đấu thất vọng và bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Cựu cầu thủ của Dortmund cũng tỏ ra mất bình tĩnh và khiến huấn luyện viên Pep Guardiola không hài lòng. Mới đây nhất, ở trận gặp Chelsea ngày 18 tháng 2, Erling Haaland đã nhận nhiều chỉ trích khi đã tung ra đến 10 cú sút nhưng không một lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Chính hiệu suất tệ của cầu thủ sinh năm 2000 là nguyên nhân khiến Man City có trận hòa đáng tiếc 1-1. Gặp Brentford ở trận đá bù, Erling Haaland được xếp chơi cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1. Chơi ngay phía sau anh là Julian Alvarez, Phil Foden và Oscar Bob. Sự cơ động của ba cầu thủ này tạo ra nhiều khoảng trống cho Erling Haaland, nhưng trong khoảng 70 phút của trận đấu, cầu thủ 23 tuổi vẫn thường xuyên ôm đầu tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Tưởng chừng như kịch bản của trận đấu gặp Chelsea sẽ lặp lại thì đến phút 71, Erling Haaland đã có dịp ăn mừng. Tận dụng pha trượt chân đáng tiếc từ trung vệ Christopher Ayer, Erling Haaland bứt tốc mạnh mẽ và tung cú sút chìm đẳng cấp trong pha đối mặt với thủ thành Mark Flecken, mở tỷ số trận đấu. Erling Haaland mở tỷ số với cú sút chìm đẳng cấp đáng ngạc nhiên. Đây mới chỉ là pha lập công đầu tiên của anh vào lưới Brentford ở ngoại hạng Anh sau 4 lần chạm trán. Đồng thời, tiền đạo người Na Uy hiện đã ghi bàn vào lưới tất cả 22 đội mà anh từng đối đầu ở xứ sương mù. Trang Okta nói về chiến tích của Erling Haaland: trong lịch sử ngoại hạng Anh, chỉ có hai tiền đạo ghi bàn vào lưới tất cả các đội bóng mà họ từng đối đầu. Đó là Harry Kane, 32, 32 đội và Haaland, 21, 21 đội. Huấn luyện viên Pep Guardiola hết lời khen ngợi cậu học trò sau trận: Erling Haaland là một trong những chân sút hàng đầu của thế giới. Anh ấy ghi nhiều bàn thắng, khiến những người chỉ trích phải im lặng. Erling Haaland đã mất bà ngoại, ngồi ngoài trong 2 tháng và việc trở lại không hề dễ dàng. Trong những trận đấu khó khăn như với Brentford, bạn cần Erling Haaland, một cầu thủ đẳng cấp mà Man City đang sở hữu. Bàn thắng duy nhất của Erling Haaland cũng trực tiếp mang về 3 điểm cho Man City ở những phút cuối trận. Erling Haaland có lần thứ 2 chọc thủng lưới bầy ong, nhưng VAR đã vào cuộc và từ chối bàn thắng của tiền đạo người Na Uy. Tuy nhiên, pha lập công trước đó của thủ này cũng đủ để giúp Man City có trọn vẹn 3 điểm. Các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola đã vượt qua Arsenal để đứng vị trí thứ 2 với 55 điểm. Nửa xanh thành Manchester hiện chỉ còn kém đội xếp đầu là Liverpool 1 điểm.